Thưa quý vị, hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2019. Cuối tuần qua tại câu lạc bộ cầu lông Hàng Dương đã diễn ra giải cầu lông các câu lạc bộ Hàng Dương mở rộng cúp Sambata lần thứ nhất năm 2019. Với sự tham gia của gần 150 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và các câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh Long An. Các vận động viên thi đấu tranh 36 bộ giải thưởng ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc 3 nhóm tuổi từ 18 đến dưới 30, từ 30 đến dưới 40 và từ 40 tuổi đến 50 tuổi. Mặc dù đây chỉ là giải đấu phong trào nhưng đã quy tụ được các vận động viên mạnh nên các trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Có những trận đấu hai đội thi đấu ngang tài ngang sức, tạo ra những pha cầu đẹp mắt, được sự ủng hộ và cổ vũ rất cuồng nhiệt từ các cổ động viên và các vận động viên tham dự. Em thấy đây là một giải đấu khá là chuyên nghiệp, mặc dù không đủ tuổi tham gia nhưng mà em thấy mọi người thi đấu rất là căng thẳng, rất là dữ. Khi mình tới xem thì mình thấy là vận động viên là đánh rất là hay, kỹ thuật mình học hỏi được kỹ thuật nhiều lắm, họ đánh cầu rất là, nói chung là một cái đẳng cấp nó khác ở mình đánh mình nhiều lắm, cho nên mình thấy rất là hay và hy vọng là mình sẽ xem được nhiều giải tổ chức được nhiều hơn nữa để mình có cơ hội mình học hỏi để mình nâng cao cái kỹ thuật của mình lên. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với 106 trận thi đấu, giải cầu lông các câu lạc bộ Hàng Dương mở rộng cúp Sambata lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp với sự thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Hải Yến tài trợ cho giải đấu tại Long An. Thì mình đánh giá là về cái quá trình tổ chức giải và cái chất lượng vận động viên về đồng đều và nó mang tính là phong trào nhiều hơn. Tại vì bây giờ một số giải nó hơi bị, nói chung hơi bị hoang lan man giữa bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp rồi phong trào, bán phong trào. Nên là giải này mình đánh giá về chất lượng mà mình muốn hướng tới và vận viên phong trào rất là tốt. Nên là mình cũng mong muốn là những cái lần sau sẽ những cái giải tốt như vậy. Còn về đánh giá về cái chất lượng của vận viên Long An thì phong trào Long An hiện nay thì ở một số cái giải toàn quốc hiện đang vắng bóng. Mình hy vọng là những cái giải nhỏ của Hải Yến và câu lạc bộ Hàng Dương tổ chức có thể vực dậy lại cái phong trào của Long An. Các câu lạc bộ tỏ ra vượt trội, giành được nhiều bộ huy chương như ở nhóm tuổi từ 18 đến dưới 30. Các vận động viên câu lạc bộ Ngọc Lan, nhóm 2 là câu lạc bộ Hải Yến Tiền Giang, nhóm 3 là câu lạc bộ CM Sport đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày nay em đánh kết quả là gì? Kết quả được gì hả chị? Dạ em được hạng 3 đôi nữ với lại hạng 2 đôi nam nữ. Em đánh kết quả thấy sao? Dạ mấy đối thủ em xuống đây là em cọ sát mấy đối thủ, nói chung là mạnh từ các tỉnh miền Tây với lại ở Sài Gòn xuống cũng nhiều, nên là em giải đấu này là rất là cọ sát. Kỳ này là chị tham gia hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ, thì chị thấy về cái uy tín thì vận động viên gom tụ các vận động viên về rất là đông và các lứa tuổi đánh ngang ngửa với nhau trên không có trên lệch quá. Nói chung là giải này người nào mà vô vòng trong đều là chất lượng của vận động viên chứ không có mai rủi của cái thi đấu. Sau khi mà tham gia cái giải này thì lần đầu tiên cái giải này rất là mạnh. Mà cái giải này là hồi đó giờ đánh nay cũng khoảng 20 năm rồi. Mà cái giải này quá là những cái tay vợt rất là mình nên học hỏi nhiều. Mình cần phải giao lưu rộng thêm nữa để mà trao đổi những cái đường đánh rất là khéo. Mình phải học hỏi nhiều lắm. Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để những người yêu thích môn cầu lông thể hiện đam mê, thì thông qua giải cầu lông các câu lạc bộ Hàng Dương cúp Sambata lần thứ nhất này nhằm mục đích khích lệ, vận động phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng xã hội.